Kênh Bonsai Cần Thơ xin thân ái kính chào quý cô chú các anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với vườn mai Hương Diễm, địa chỉ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với vườn mai Hương Diễm. Chào chị Hương. Bạn xin chào anh, hôm nay trở lại kênh Bonsai Cần Thơ thì em giao lưu với cô chú anh chị em một số mai dạo Thủ Đức vào mùa hả cô chú. Thì số Zalo của em là 0378329282. Em mong cô chú anh chị em mình vào xem ủng hộ kênh và ủng hộ cho nhà em ha. Rồi tiếp theo là mã số 1, cái cây dạo Thủ Đức ha. Cây này là được 5 mùa nha cả nhà. Rồi tiếp theo là chiều cao. Chiều cao cây này là 84. Tán ngang là 70. Hoành gốc là 13. Cho đo cái củ đế luôn ha. Anh quay qua đây cho anh. Cái củ cái này là 33 luôn nha cả nhà. Nè. Đó. Rồi là em bán em giao lưu là hôm nay em bán đồng giá là giá 2 triệu một cây, em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Rồi. Đây em quay cho các anh xem ha. Dạo Thủ Đức ha, nó chi tiền các em chi tàn liền thân liền cốt luôn nha cả nhà. Rồi tiếp theo là mã số 2. Chiều cao cây này là lấy 102 thôi. Tán ngang là 66. Hoành gốc là 13. Và cái củ đế ha. Củ đế là 30. Rồi là giá 2 triệu một cây ha, em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Dạo Thủ Đức ha, 5 mùa luôn cả nhà. Giá 2 triệu một cây ha, em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Thì vườn của em cũng còn rất là nhiều ha, em mong cô chú anh chị em tới vườn em thì em bán giá sỉ cho cô chú anh chị em mình tự chảo luôn ha cả nhà. Rồi tiếp theo là một cây số 3. Rồi mã số 3. Rồi chiều cao cây này là 83. Tán ngang là 70. Hoành thân là 13. Cái củ đế nằm sát luôn hả? Củ đế cái này lấy 25 thôi. Là giá 2 triệu một cây, em bao phí vận chuyển luôn ha. Cái này là 5 mùa 6 mùa có luôn nha cả nhà. Dạo Thủ Đức ha cả nhà. Rồi tiếp theo là mã số 4. Chiều cao cây này là 92. Tán ngang là 62. Hoành thân là 12. Củ đế là 28. Củ đế ha, vườn này củ đế rất đẹp, nó liền thân liền cốt liền cành hơn ha cả nhà. Rồi giá 2 triệu một cây, em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Rồi tiếp theo là mã số 5. Chiều cao cây này là 83. Tán ngang là 70. Hoành thân là 13. Đế này để nở luôn ha. Đế cây này là 25. Lấy 25 thôi. Đó, là mã số 5. Là giá 2 triệu một cây, em bao phí vận chuyển luôn ha. Hôm nay cái lô này là dạo Thủ Đức luôn nha cả nhà. Rồi tiếp theo là mã số 6. Chiều cao cây này là 77. Thân nó nằm đây. Thân này mình lấy 15 thôi cả nhà. Ủa cái củ đế cây này quá chừng luôn ha. Mình thọt không biết con dây nó vô được. Củ đế cây này là 23. Lấy 23 thôi. Đó là giá 2 triệu một cây, em bao phí vận chuyển luôn ha. Tiếp theo là mã số 7. Chiều cao là 80. Tán ngang là 74. Hoành thân 14. Củ này 25. Liền thân liền cốt liền cành luôn nha cả nhà. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 8. Chiều cao cây này là 90. Tán ngang là 70. Gốc cái này 13. Cái củ đế này đo không được luôn cái này. Củ đế này chắc hai mấy á. Rồi là giá 2 triệu một cây, em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà.
Rồi tiếp theo là mã số 9. Chiều cao cây này là 93. Tán ngang là 70. Hoành gốc là 15. Củ đế này. Củ đế này là 21 luôn. Là giá 2 triệu một cây ha. Rồi tiếp theo là mã số 10. Mã số 10. Chiều cao cây này là 70. Tán ngang là 62. Thân là 15. Hoành gốc 15 ha. Củ đế này tính 26 thôi nha cả nhà. Thì cô chú anh chị em mình hướng đến tại vườn thì em có giá sỉ cho cô chú mình em ha. Thì cái lô này là gô này gốc là đế củ nở không luôn nha. Rất là đẹp luôn ha. Là giá 2 triệu một cây thì em bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là 11. Chiều cao cây này là 68. Gốc là 11. Củ đế cây này là lấy 32 thôi. Đó, là giá 2 triệu một cây em bỏ phí luôn hết cả nhà. Mã số 11. Rồi tiếp theo là mã 12. Chiều cao cây này là 76. Tán ngang là 70. Hoành thân là 15. Đế này hình thành thú luôn cả nhà. Rất là đẹp luôn ha. Đó. Đây là một con thú luôn ha. Mã số 12. Rồi tiếp theo là mã số 13. Chiều cao cây này là 67. Tán ngang là 64. Củ đế này nở luôn à. Ủa hoành thân kia. Hoành thân cây này 15. Củ dưới này hả? Lấy 25. Rồi là giá 2 triệu một cây ha. Em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Rồi tiếp theo là cây 14. Chiều cao cây này là 85. Tán ngang là 73. Hoành thân cây này chắc 15. Hoành thân cây này 16 mà lấy 15 thôi luôn cả nhà. Nè. Củ đế với này. Củ đế lấy này lấy 27 thôi. Đó là giá 2 triệu một cây ha, em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Rồi, tiếp theo là mã số 15. Cây này là 73. Tán ngang là 45. Cây này là củ đế rất đẹp luôn cả nhà. Cái này hoành gốc này chắc mười mấy quá, củ đế này không mấy luôn cả nhà. Nó nằm em đo không được luôn nè. Đó. Củ rất là đẹp luôn ha. Rồi mã số 15 này em cũng kết thúc clip ha. Em mong cô chú anh chị em mình ủng hộ giúp em ha, ủng hộ kênh. Thì vườn của em còn một số gốc mai vào mùa như thế này ha, củ đế rất là đẹp. Thì cô chú anh chị em mà đến tại vườn thì em bán giá sỉ cho cô chú anh chị em mình ha. Rồi em xin chào anh nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý liên hệ với vườn mai Hương Diễm. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.